Hello Hòa Minzy ạ. Tất cả các yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em có thể kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn nha. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta tiến hành chơi mini game luôn đó ạ. Khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn nha. Hello Lê Thị Thủy Dương ạ. Còn khách yêu nào đã đang tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn nha. Để em có thể kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello Phạm Quỳnh ạ. Khách yêu nào đang tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em nha. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello Chu Trang ạ, em thấy comment của Chu Trang ạ. Dạ, sau đây em sẽ phổ biến qua luật chơi mini game của bên em để tất cả khách yêu có thể nắm rõ luật chơi của bên em để có thể nhận được quà mini game của bên em khách yêu nha. Đây ạ. Em sẽ chọn một con bài bất kỳ trong bộ bài. Hello Phạm Phương Anh ạ. Hello Chu Trang ạ. Em thấy Chu Trang rồi ạ. Em sẽ chọn một con bài bất kỳ trong bộ bài khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản ạ. Ở bên này em vẫn thấy tất cả các comment của khách yêu hết luôn ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ khách yêu nha. Lưu ý giúp em là chia sẻ nó trong top chia sẻ ạ. Tức là số lượng lượt chia sẻ của mình phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác đó ạ. Nếu như khách yêu nào mà chia sẻ rồi nhưng mà số lượng chia sẻ của mình chưa đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác thì cũng chưa có nhận được quà mini game của bên em khách yêu nha. Hello Phạm Quỳnh ạ. À. Phạm Quỳnh ơi, con cá tép đây là em ví dụ thôi ạ. À. Còn con bài của chúng ta ngày hôm nay không phải là con cá tép đâu ạ. À. Hello Huyền Nguyễn ạ. À. Hello Hồ Thị Diễm Hương ạ. À. Em thấy Hồ Thị Diễm Hương luôn ạ. À. Hello Nguyễn Thị Mai Thi ạ. À. Em thấy Nguyễn Thị Mai Thi luôn ạ. À. Hello Nguyễn Phương Thảo ạ. À. Tất cả khách yêu đã sẵn sàng tham gia mini game của bên em chưa ạ? À? Sau đây em sẽ chơi mini game luôn khách yêu nha, không để khách yêu phải chờ đợi lâu ạ. À. Hello Thanh Thị Phương Nguyễn ạ. À. Em thấy Thanh Thị Phương Nguyễn ạ. À. Sau đây em sẽ chọn một con bài bất kỳ luôn khách yêu nha. Ok khách yêu ạ, à, em đã chọn được con bài ngày hôm nay của chúng ta rồi ạ. À. Bây giờ tất cả các khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Hello Thanh Thị Phương Nguyễn ạ, à, em thấy comment của Thanh Thị Phương Nguyễn rồi ạ. À. Em thấy luôn comment của Kim Kim ạ. À. Em thấy Thư Đồ ơi, bây giờ em chưa có sale son đâu ạ. À. Nếu như mà muốn mua son sale thì đợi sau mini game giúp em nha. Sau mini game em hứa sẽ là có chương trình sale son rất là hot luôn ạ. À. Hello Dương Lê Thu Thủy ạ. À. Chú Trang ơi, ca nhép không có đúng đâu ạ. À. Ca nhép là không phải con bài của chúng ta ngày hôm nay đâu ạ. À. Con bài là một con bài bất kỳ nha. Con ca nhép là em chỉ lấy ra để ví dụ thôi ạ. À. Hello Huyền Nguyễn ạ, à. Em thấy Huyền Nguyễn ạ, à. Em thấy luôn Phạm Quỳnh ạ. À. Tất cả khách yêu ơi, comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ. À. Hello Nguyễn Mai Dung ạ, à. Em thấy Nguyễn Mai Dung luôn ạ. À. Em nhận được đáp án của Chu Trang là ba cơ, liệu con bài của ngày hôm nay trên tay em đang cầm có phải là con ba cơ không ạ? À? Tất cả comment nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. À. Đây là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái, comment không giới hạn số lượng comment ạ. À. Bên em không giới hạn số lượng comment của khách yêu nha. Nên là tất cả khách yêu cứ comment nhiệt tình ạ. À. Comment đến khi nào mà khách yêu cảm thấy đó là con bài trên tay em đang cầm thì thôi ạ. À. Một bộ bài của chúng ta có tất cả 52 lá bài ạ. Thì không biết là hôm nay là em chọn con bài nào đây ạ. Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Bảo Anh Trần ơi, em thấy Bảo Anh Trần luôn ạ. Hello, em thấy comment của Phạm Quỳnh là 6 cơ. Phạm Quỳnh con tiện mừng tiếp là 10 cơ. 7 cơ, hình như Phạm Quỳnh hôm nay đoán con bài của chúng ta là con cơ. Em thấy toàn comment con cơ hết ạ. Liệu con... Lan Phương ơi, em thấy Lan Phương ạ. Liệu con bài chúng ta hôm nay là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu comment nhiệt tình giúp em đi ạ. Em sẽ nhắc qua lại luật chơi mini game của bên em để cho một số bạn mới tham gia mini game của em nắm rõ được luật chơi để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha.
Điều kiện trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm ạ, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Nhưng lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ, tránh chia sẻ ở chế độ truyền hình tư hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè khách yêu nha. Tại vì nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ truyền hình tư hoặc chia sẻ chế độ bạn bè, nhân viên bên em không kiểm tra được lượt chia sẻ của khách yêu ạ. Khách yêu không có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc đoạ. Nên là lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Và lưu ý cũng giúp em một điểm rất là quan trọng nữa ạ, là sau khi kết thúc mini game rồi, bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi, khách yêu có thể xóa bài chia sẻ đi ạ. Bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu, nên là bạn đã tham gia mini game của bên em rồi, tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ, để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em nhận được comment của Phạm Phương Anh là Z-Tep, comment của Phạm Phương Anh là Q-Tep tiếp ạ. Nguyễn Thị Mai Thi là ba chuồn ạ, Phạm Phương Anh là Q-Tep tiếp ạ. Nguyễn Nhật Linh là ba bích ạ. Liệu con bài trên tay đang cầm có phải là một trong số những con bài mà tất cả khách yêu đang comment đấy không ạ? Sau đây em sẽ có gợi ý luôn cho khách yêu luôn nha. Liệu con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bích, con tép hay con chuồn đây ạ? Em có gợi ý luôn cho khách yêu luôn đây ạ. Trong quá trình chơi mini game của bên em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Nên là điều tham gia mini game của bên em thì rất là dễ trúng quà thôi ạ. Nên là bạn nào đã tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con cơ, con bích, con rô hay con chuồn đây ạ? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của em chưa ạ? Trang Kiều ơi, em thấy Trang Kiều luôn ạ. Comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì Trang Kiều nhá. Liệu con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài nào đây ạ? Nó là con cơ, con rô, con bích hay con chuồn đây ạ? Em đã có gợi ý đầu tiên rồi luôn rồi đấy ạ. Huyền Nguyễn ơi, là dô là không có đúng rồi ạ, à. Em có gợi ý đầu tiên luôn rồi ạ. À. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con bích hoặc con chuồn thôi khách yêu nha. Con cơ là con rô và không là không có đúng rồi ạ. À. Nếu như bạn nào comment con cơ, con rô thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. À. Em gợi ý rồi ạ, à. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con bích hoặc con chuồn thôi ạ. À. Con cơ và con rô là không có đúng rồi ạ. À. Nếu như khách yêu nào đã đoán con cơ, con rô thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. À. Nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái. Bên em không giới hạn số lượng comment của khách yêu nên là tất cả hãy comment nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay, con bài của chúng ta ngày hôm nay là con bài gì đây ạ? Con bài ngày của chúng ta hôm nay là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu đã đoán được con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Liệu nó là con cơ, con rô hay con bích hay con chuồn đây ạ? Tất cả khách yêu đã đoán được con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Tất cả khách yêu đã đoán được con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì lưu ý giúp em ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài ngày hôm nay em đang cầm trên tay là con bài gì ạ? Thứ hai là chia sẻ like của bên em vào trong top chia sẻ like khách yêu nha. Mình chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Và quà mini game của bên em là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Bên em không giới hạn số lượng khách yêu trúng quà đâu ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó ạ. Nên là chơi tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Em thấy comment của Lê Hiền là A bích, comment của Khói Ảo là 9 bích, comment của Huỳnh Thị Kim Chi là 6 bích. Em thấy hầu như là tất cả khách yêu đều đang đoán con bài ngày hôm nay em cầm là con bích. Liệu nó có phải là con bích không ạ? Em sẽ gợi ý tiếp luôn cho khách yêu đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bích hay con chuồn đây ạ? Em sẽ có gợi ý thứ hai luôn cho khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bích hay con chuồn đây ạ? Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý thứ hai của em chưa ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bích khách yêu nha. Con chuồn là không có đúng rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bích ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán con bích, con chuồn rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Tập trung đoán giúp em vào con bích khách yêu nha. Tập trung đoán giúp em vào con bích ạ. Bùi Thị Diễm ơi, 6 tép là không có đúng rồi ạ. Con bài ngày hôm nay em đang cầm chỉ có thể là con bích thôi khách yêu nha. Con bài ngày
ngày hôm nay chị em cầm chỉ có thể là con bích thôi ạ. Em thấy còn rất là nhiều khách yêu vẫn đang đón con chuồn đây ạ. Nhanh tay con mình lại giúp em đi ạ. Tập trung bán vào con bích giúp em nha. Tập trung bán con bài của chúng ta ngày hôm nay là con bích ạ. Nên là tập trung bán con bích giúp em ạ. Khách yêu ơi, bên em sẽ... Bạn nào chúng ta mini game của bên em thì bên em sẽ tặng xong không đồng cho bạn đó luôn ạ. Và khách yêu chỉ phải thanh toán phí ship cho bên Viettel thôi khách yêu nha. Mà phí ship này rất là đơn, rất là ít thôi ạ, chỉ từ khoảng 20 đến 30 nghìn thôi ạ. Còn bên em sẽ tặng son giá không đồng cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu thích cây son thì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son thì bên em tặng màu son đó luôn đó ạ. Nên là tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội tha trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã chia sẻ like của bên em chưa ạ? Lật Đật ơi, em thấy comment của Lật Đật ạ. Em nhận thấy comment của Vân Anna Na là 10 bích, comment của Xuân Mai là 6 bích ạ. Liệu con bài trên tay ngày hôm nay của em là con mấy bích đây ạ? Em có gợi ý tiếp cho khách yêu luôn đây nha. Em có gợi ý tiếp cho khách yêu luôn ạ. Trong quá trình chơi những tham gia mini game của bên em thì em sẽ gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu đã thấy gợi ý tiếp theo của em chưa ạ? Con 1, con 2, con 3 bích là không có đúng người khách yêu ơi. Con 1, con 2, con 3 bích là không có đúng thôi ạ. Bạn nào đoán con 1, con 2, con 3 thì nhanh đoán lại giúp em đi ạ. Con 1, 2, con 2, con 3 là không có đúng rồi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 bích thôi ạ. Tất cả khách yêu tập trung đoán từ con 4 đến con 10 bích giúp em luôn đi ạ. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em luôn ạ. Mình đoán nguyên con bài thì cũng chưa có đủ điều kiện để trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Mà điều kiện của bên em là gồm hai điều kiện lận cơ ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em vào trong top chia sẻ khách yêu nha. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em đã có gợi ý thứ ba cho khách yêu rồi đó ạ. Là con bài ngày hôm nay chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 bích thôi ạ. Con 1, con 2, con 3 và những con tiên là cũng không có đúng rồi ạ. Bỏ hết giúp em con 1, con 2, con 3 và con G, con Q, con K ra khách yêu nha. Chỉ đoán giúp em từ con 4 đến con 10 bích thôi ạ. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ like, nhanh tay comment đoán con bài ạ. Đây là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái ạ. Bên em không giới hạn số lượng comment khách yêu nha. Nên là tham gia nhiệt tình rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đấy khách yêu ơi? Em thấy comment của Bùi Thị Diễm là 6 bích, Thanh Trần là 5 chuồn, Bế Thị Huyền Trang là 10 bích, Bảo Ngọc là 6 bích, Bùi Thị Diễm là 5 bích luôn ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm có phải là con bài 4 bích như Bùi Thị Diễm đã comment không ạ? Tất cả khách yêu comment nhiệt tình giúp em đoán xem con bài trên tay em đang cầm ngày hôm nay là con bài gì khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em đi ạ. Tất cả các khách yêu nào chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em đi ạ. Để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em sẽ có gợi ý thứ tư cho khách yêu luôn này ạ. Gợi ý thứ tư luôn ạ. Con bài ngày hôm nay em đang cầm chỉ có thể là con 4, con 5, con 6, con 7 thôi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 4, con 5, con 6, con 7 thôi ạ. Tất cả khách yêu nào đã comment con 8, con 9, con 10 rồi thì comment lại giúp em đi ạ. Đỗ Thù Hà ơi, con 10 bích là không có đúng rồi ạ. 9 bích cũng không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã đoán chưa đoán đúng thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 10 bích khách yêu. Em xin lỗi, tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 7 bích thôi khách yêu nha. Từ con 4 đến con 7 bích thôi ạ. Bây giờ em giới hạn cho khách yêu chỉ còn 4 chất con bài là từ con 4 đến con 7 thôi ạ. Rất là dễ đoán đúng không ạ? Tập trung đoán giúp em khách yêu nha. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ khách yêu nha. Lưu ý giúp em là số lượng lượt chia sẻ của khách yêu phải lọt top chia sẻ của bên em ạ. Đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là từ con 4 đến con 7 thôi ạ. Tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 7 khách yêu nha. Bạn nào chưa chia sẻ like thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ. Khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Miễn là chia sẻ chế độ công khai giúp em. Và lượt số lượng chia sẻ của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác nha. Ok, Thúy Hàn chia sẻ rồi chị nha.
Lưu ý giúp em là số lượt chia sẻ phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác ạ. Mình chia sẻ ít thì cũng chưa có đủ, chưa có cơ hội trúng vào minigame của bên em đâu ạ. Nên là tham gia minigame của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ, để có cơ hội trúng vào minigame của bên em ạ. Sau đây em sẽ có gợi ý tiếp cho thứ tư luôn cho khách yêu đây ạ. Có gợi ý thứ tư cho khách yêu luôn đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6 hoặc con 7 bích thôi khách yêu nha. Con 4 bích hoặc con 5 bích là cũng không có đúng rồi ạ. Em đã gợi ý rất là sát rồi đó ạ. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 6 bích hoặc con 7 bích thôi ạ. Con 4 hoặc con 5 là không có đúng rồi khách yêu nha. Bạn nào đã đoán con 4, con 5 thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Bạn nào đã đoán sai rồi thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Ok lật lật ạ. Con chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà minigame của bên em càng cao ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đấy khách yêu ơi? Con bài của chúng ta là ngày hôm nay là con bài gì đấy ạ? Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 6 bit hoặc con 7 bit thôi nha. Em đã gợi ý rất là sát rồi ạ, mà em thấy rất là nhiều bạn vẫn đang đoán sai ạ. Bạn nào đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em nha. Tập trung đoán giúp em vào con 6 hoặc con 7 bit ạ. 5 phút cuối cùng ạ, 5 phút cuối cùng để khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em ạ. Chia sẻ like giúp em và comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. 5 phút cuối cùng thôi đó ạ. Sau khi em đã có gợi ý như này rồi thì số lượng cái thời gian để khách yêu đoán con bài còn rất là ít thôi đó ạ. Nên là bạn nào chưa đoán được thì nhanh tay đoán nhanh giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em để có cơ hội trúng quà như game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6 bit hoặc con 7 bit thôi đó ạ. Bạn nào đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Bạn nào chưa chia sẻ like thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ. 3 phút cuối cùng khách yêu nha, 3 phút cuối cùng đó ạ. Tất cả các khách yêu đã đoán được con bài và đã chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ chưa khách yêu ơi? Lưu ý giúp em là số lượng lượt chia sẻ của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác đó ạ. Mình chia sẻ ít thì cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là thấp thôi ạ. Nên là đã đoán, đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chia sẻ nhiệt tình giúp em ạ. Để có cơ hội ca trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 6 bit hay con 7 bit đây ạ? 1 phút cuối cùng ạ, 1 phút cuối cùng ạ. Em thấy có rất là nhiều khách yêu mới vào tham gia mini game của bên em đó ạ. Tất cả khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Nguyễn Thị Tâm ơi, 5 bích là không có đúng rồi ạ. Em gợi ý rất là sát rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6 bích và con 7 bích thôi ạ. Bạn nào đã đoán con 5 bích thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Bích Trâm ơi, 5 bích là không có đúng rồi ạ. Nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng để khách yêu nào đoán sai thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Chưa chia sẻ like thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ. 30 giây cuối cùng nha khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. Tất cả khách yêu đã chia sẻ like của bên em chưa ạ? Nhanh tay chia sẻ like của bên em vào trong top chia sẻ khách yêu nha. Và nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Hứa Diệp Nhi ơi, 5 bích là không có đúng rồi ạ. Em gợi ý rất là sát rồi ạ. Mà khách yêu cứ vẫn cứ đoán sai là sao ạ? 5 bích là không có đúng rồi ạ. Nhanh tập trung đoán giúp em là con 6 và con 7 bích ạ. Ok khách yêu ạ. Đã hết thời gian khách yêu có thể comment thoải mái rồi khách yêu nha. Đây sẽ là thời gian để chốt con bài cho khách yêu đấy ạ. Đây là thời gian để chốt con bài ạ. Tất cả khách yêu chốt giúp em con bài đi ạ. Bạn nào chọn con 6 thì ghi chữ 6, 6 bích chốt giúp em ạ. Bạn nào chọn con 7 thì ghi 6, 7 bích chốt giúp em đi ạ. Mỗi khách yêu chỉ chọn một con chốt giúp em thôi nha. Nếu như khách yêu nào chọn hai con chốt là nhân viên em sẽ loại cả hai kết quả ra đó ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em đi ạ để em sổ bài ra đó ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn nhẹ để em có thể sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em đi ạ để em sổ bài ra khách yêu nha. Bế Thị Huyền Trang ơi, chốt con bài giúp em luôn nhẹ. Khách yêu nào chốt con 6 bích thì ghi 6 bích chốt giúp em, chốt 7 bích thì ghi 7 bích chốt giúp em ạ. Bài nào chưa chia sẻ like thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ. Kẻo sau khi chốt bài xong là em sẽ sổ luôn bài đó ạ. Mà bạn đó chưa có chia sẻ like của bên em, chưa có nhận được quà của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Vũ Thị Tuyên Mai ơi, nhanh tay chốt con bài giúp em đi ạ. Bế Thị Huyền Trang ơi, nhanh tay chốt con bài giúp em đi ạ. Em gợi ý rồi ạ. Là nếu như bạn nào chọn 6 bích thì ghi 6 bích chốt ạ. Bạn nào chọn 7 bích thì nhanh tay ghi 7 bích chốt giúp em đi ạ. Để em sổ bài ra khách yêu nha.
3 phút cuối cùng ạ, 3 phút cuối cùng để khách yêu có thể chốt con bài, có thể chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ ạ. Nhanh tay chốt con bài giúp em, nhanh tay chia sẻ like của bên em để em sổ bài khách yêu nha. 3 phút cuối cùng thôi đó ạ, 3 phút cuối cùng ạ. Em gợi ý rất là sát rồi ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta chỉ có thể là con 6 bích hoặc con 7 bích thôi khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay chỉ có thể là con 6 bích hoặc con 7 bích thôi đó ạ. Linh Thị ơi, em thấy Linh Thị ạ. Đỗ Thu Hà ơi, đã chốt con bài chưa ạ? Đã chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ chưa ạ? Tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? Đã chia sẻ like của bên em chưa ạ? Cuối cùng ạ, 30 giây để cuối cùng để em sổ bài khách yêu nha, 30 giây cuối cùng đó ạ. Khách yêu nào chưa chốt vừa được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em để em sổ bài ạ. Chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like của bên em ạ. 30 giây cuối cùng thôi khách yêu nha. Em thấy còn rất là nhiều khách yêu chưa có chia sẻ, chưa có chốt được con bài đâu ạ. Nếu như khách yêu nào chưa chốt được con bài thì là bên em sẽ không tính kết quả đâu ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. 30 giây cho các bạn nào chưa chốt được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em nhé. 30 giây cuối cùng ạ. Ok Nguyễn Ngọc Trâm ạ, hy vọng Nguyễn Ngọc Trâm hôm nay sẽ có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể chốt con bài vào hết thời gian rồi khách yêu nha. Bây giờ tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Ok Thị Hương ạ, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game càng cao ạ. Lý Minh Trâm ơi, em thấy Lý Minh Trâm ạ. Ok Hải Phạm, em cảm ơn Hải Phạm chia sẻ rồi ạ. Ok Buồn Buồn ạ, tất cả ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ, để em sổ bài ra ạ. Tất cả các khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ, để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ, để em sổ bài bây giờ đây ạ. Ok khách yêu ạ, tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài ạ. Vũ Thị Hương ơi, ok Vũ Thị Hương, em cảm ơn Vũ Thị Hương ạ, chia sẻ nhiều lắm rồi ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok Hương Nguyễn ạ. Số lượng lượt chia sẻ của khách yêu còn phụ thuộc vào... Em xin lỗi ạ. Bạn nào có trúng quà mini game của bên em không còn cả phụ thuộc vào vừa đoán con bài vừa chia sẻ like của bên em khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em thì có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Ok khách yêu ạ. Đây. Đã hết thời gian khách yêu có thể đoán con bài. Bây giờ sẽ là thời gian em sổ bài khách yêu nha. Đây sẽ là thời gian em sổ bài ạ. Bây giờ em sổ bài ra đây ạ. Tất cả khách yêu nhìn giúp em xem con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì khách yêu nha. Khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Tất cả khách yêu nhìn thấy con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con mấy bích đi khách yêu ơi? Là con 6 bích hay con 7 bích đi ạ? Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 6 bích hay con 7 bích chưa ạ? Ok khách yêu ạ, con bài ngày hôm nay là con 6 bích khách yêu nha. Con bài ngày hôm nay là con 6 bích đi ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán đúng con bài thì giữ lại lượt chia sẻ giúp em ạ, để nhân viên bên em kiểm tra lượt chia sẻ. Khi nào có kết quả em sẽ thông báo trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Như đã hứa với khách yêu từ đầu chương trình là hôm nay bên em sẽ có chương trình sale son rất là hot khách yêu nha. Combo 99.000 ạ, combo 99.000 ạ. Khách yêu sẽ nhận được 3 cây son rất là hot của bên em đó ạ. Đó là 1 cây son 3CE short lip ạ, phiên bản giới hạn số lượng phiên bản 2018 của son 3C ạ, và một cây son mát ạ, và một cây son dưỡng khách yêu nha. Combo 3 son ạ, chỉ với giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nhanh tay, khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son, 1 son 3C, VVS Nittin ạ.
Em xin lỗi, một son 3 xe Soft Lip ạ, phiên bản giới hạn số lượng của son 3 xe ạ. Một son mát và một son dưỡng có giá 99.000 khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son ạ, có giá là 99.000 thôi ạ. Hôm nay em sell hot cho khách yêu luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 3 son giá 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son ngày hôm nay của chúng ta rất là hot luôn ạ. Combo 3 son 99.000, 1 son 3 xe kem Soft Lip phiên bản giới hạn số lượng, 1 son 3 xe, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng rồi thì bên em sẽ quay trở lại bán với giá bình thường và tất cả khách yêu sẽ không nhận được chương trình sale như này nữa đâu ạ. Ok Lưu Trần ạ, em nhận được số điện thoại của Lưu Trần ạ. Bổ sung ngay địa chỉ giúp em để có cơ hội nhận được combo rất là hot ngày hôm nay của em luôn nha. Lưu ý giúp em, đúng rồi Trang Dương ơi, combo 3 son có giá là 99.000 ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Đây ạ, đây là màu son cam đào của son 3 xe Soft Lip ạ. Son rất là hot, lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Em test trực tiếp trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Nguyễn Hải Yến ơi, son 3 xe bên em gộp bảng màu gồm đủ 10 màu luôn ạ. Son mát bảng màu gồm 12 màu luôn ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Màu của son là do khách yêu chọn luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe Son Lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son này ạ, rất là hot luôn ạ. Màu của son, màu của hai son 3 xe và son mát là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Tất cả khách yêu ơi, phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Nhân viên bên em đang kiểm tra kết quả live khách yêu nha. Khi nào nhân viên báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Khi nào nhân viên báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe Son Lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, em đã test trực tiếp màu son cam đào của son 3 xe Soft Lip trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm mềm mịn luôn đi ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Phí ship toàn quốc là 30.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng thì khách yêu sẽ không nhận được giá sale như này nữa khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Son bay nam cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Son bên em bao lì luôn ạ. Nếu như bạn nào chưa tin tưởng vào son của bên em thì có thể lên trên trang của bên em xem phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ. Rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi rất là tốt về cho sản phẩm ạ. Yến Lê ơi, son bên em cam kết là hàng chuẩn layout ạ. Phùng Thúy ơi, em thấy Phùng Thúy ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng thì em sẽ không sale giá như vậy nữa đâu ạ. Son bên em bao lì luôn ạ. Nguyễn Thị Ngọc Linh ơi, son bên em cam kết là hàng chuẩn layout và son bao lì luôn ạ. Phùng Thúy ơi, em thấy Phùng Thúy ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Khói Hảo ơi, ok Lam Hoa, em nhận được số điện thoại rồi ạ. Bổ sung ngay địa chỉ giúp em ạ, để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho mình khách yêu nha. Bạn nào đã để lại số điện thoại đặt hàng thì nhanh tay bổ sung địa chỉ giúp em ạ, để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách yêu ạ. Mon Mon ơi, son bên em có màu cam nu cam hồng đất. Lê Thị Ngân ơi,
combo 2 son, combo 3 son ạ. À? Em xin lỗi, combo 3 son, 1 son 3 xe sót lip ạ. À? Đây ạ. À. 1 son mát và 1 son giữ có giá 99.000 ạ. À. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. À. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ khách giúp em khách yêu nha. Combo 3 son ạ, 1 son 3 xe sót lip, 1 son mát và 1 son giữ có giá là 99.000 ạ. À. Combo siêu hot luôn ạ. À. Sẽ ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau, anh biết chứ, em cần nhiều hơn thế, anh biết chứ, anh biết chứ, anh đâu muốn nước mắt. 99.000 combo 3 son, 1 son 3 xe, kem sót lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Son bên em bao lì luôn nhá. Son bên em bao lì luôn ạ. Đây ạ, à, em đã test trực tiếp màu cam đào của son 3 xe lên trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn nha. Thanh Lam ơi, em thấy Thanh Lam ạ. Combo 3 son có giá là 99.000 ạ. 1 son 3 xe kem son lip phiên bản giới hạn số lượng ạ. Khách yêu ơi, nhân viên bên em đang kiểm tra kết quả chia sẻ của khách yêu ạ. Khi nào mà nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe son lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son rất là xinh, rất là hot luôn đây ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em thấy Nguyễn Hoàng Bảo Vi ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nguyễn Thị Ngọc Linh ơi, son bên em bao lì luôn đây ạ, đây ạ. Son bên em bao lì luôn khách yêu nha. Em thấy Nguyễn Hoàng Bảo Vi đó ạ, bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Tây Thảo ơi, son bên em bao lì luôn ạ. Nếu như khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Yến Lê ơi, có son 3 xe sáp ạ, nếu như mà muốn mua son sáp thì bây giờ inbox giúp em báo nhân viên bên em gửi chị báo bên nhân viên bên em tư vấn về son sáp cho mình nha. Hà Ngọc Lê ơi, bên em có son chu luôn ạ. Hoa Hoàng ơi, em thấy son Hoa Hoàng ạ. Hà Ngọc Lê ơi, nếu như muốn mua son chu thì bây giờ inbox giúp em ạ, báo nhân viên bên em tư vấn cho mình son chu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok Hoa Enly, em nhận được số điện thoại của Hoa Enly rồi ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe sót lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 đấy ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nguyễn Ngọc Ánh ơi, combo 3 son, 1 son 3 xe sót lip, một son mát và một son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Nguyễn Thị Lạc Ngọc Linh ơi, son bên em là son lì nha. Đây ạ, em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ, son bao lì luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Hết 30 đơn hàng thì em sẽ không sale giá như vậy nữa đâu ạ. Em sẽ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha.
Combo 3 son ạ, 1 son 3 xe, son lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Thúy Thanh ơi, combo 3 son, 1 son 3 xe, son lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Nguyễn Thị Ngọc Linh ơi, son bên em là son lì nha, giữ màu từ 6 đến 8 tiếng đó ạ. Nếu như bạn nào chưa tin tưởng son của bên em thì có thể lên trên trang của bên em ạ, tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ. Rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi rất là tốt về cho sản phẩm đó ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Phạm Phương Nhu ơi, combo 3 son, 1 son 3 xe sót lít, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 nha. Ngày hôm nay em sale hot cho khách yêu luôn ạ. Combo 3 xong có giá là 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hoa Hoàng ơi, em thấy Hoa Hoàng luôn ạ. Nhâm Chi ơi, combo 3 xong 1 xong 3 xe kem đây ạ. Và 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Trân Lý ơi, son bên em, bảng màu son bên em có đủ 10 màu luôn nha. Nếu như muốn biết bảng màu cụ thể thì inbox giúp em, báo nhân viên bên em gửi bảng màu ạ. Ok Phạm Phương Nhu ạ, inbox giúp em ạ. Gửi giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em chốt đơn hàng cho mình ạ. Em thấy chân lì ạ. Nhân viên bên em vừa báo kết quả xuống đây ạ. Ngày hôm nay, ngày hôm nay có hai bạn khách yêu trúng quà mini game của bên em ạ. Ngày hôm nay có hai bạn khách yêu trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Đó là bạn Duyên Mon và bạn Hải Vũ ạ. Bạn Duyên Mon và bạn Hải Vũ ạ. Bạn Hải Vũ không có dấu ạ. Hai bạn khách yêu này nếu như mà inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ, để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Ngày hôm nay có hai bạn trúng quà mini game của bên em, đó là bạn Duyên Mon và bạn Hải Vũ ạ. Hai bạn này inbox giúp em để báo nhân viên bên em gửi quà cho mình ạ. Ok Yến Lê ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ, để nhân viên bên em gửi quà, gửi đơn hàng cho mình ạ. Combo 3 son ạ, 1 son 3 xe Velvet Lipton, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son có giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe, short lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá 99.000 ạ.
Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha, đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Hoa Hoàng ơi, em bảo rất rõ rồi ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em là làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like giúp bên em lọt trong top chia sẻ like nhá. Có thể là ngày hôm nay Hoa Hoàng số lượng lượt chia sẻ của Hoa Hoàng chưa có đủ sức cạnh tranh với hai cái bạn em vừa đọc tên ban nãy đó ạ, nên là chưa có nhận được quà của mini game của bên em ạ. Thì ngày mai hy vọng Hoa Hoàng sẽ chia sẻ nhiều hơn và sẽ có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son ạ. Combo bạn, em xin lỗi, combo 3 son ạ. 1 son 3 xe sót lip ạ. 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em sẽ nhận đơn hàng của khách yêu trong vòng 5 phút nữa thôi ạ. Nếu như trong 5 phút nữa mà không khách yêu nào đặt hàng thì em sẽ kết thúc live ạ. Và sau khi kết thúc live rồi thì sẽ không có chương trình sale như này nữa khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nguyễn Hoàng bảo Vi ơi, em công bố kết quả mini game rồi ạ. Nếu như mà chưa theo dõi kịp thì sau khi kết thúc mini game ạ. Ok Phạm Phương Như ạ, em sẽ bán, nhân viên bên em sẽ check inbox ạ. Bây giờ inbox giúp em đi ạ. Và gửi số điện thoại và địa chỉ giúp em để nhận đặt hàng nha. Ok Hoa Anh Ly ạ. Sẽ có nhân viên bên em check inbox cho mình ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em sẽ sell combo này trong vòng 5 phút nữa thôi khách yêu nha. Đúng 5 phút nữa thôi ạ. $99.000 3 son, 1 son 3 xe sót lip ạ, 1 son mát ạ và 1 son dưỡng ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Đây ạ, em đã test trực tiếp màu son rất là hot luôn ạ. Phạm Phương Như ơi, phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Bên em gửi chuyển phát nhanh bên Viettel và sẽ do bưu tá bên Viettel giao hàng tận nhà cho mình nhá. Combo 3 son ạ, 1 son 3 xe sót lip, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Ok Yến Lê ạ, bây giờ check inbox giúp em đi ạ. Và gửi địa chỉ vào trong inbox giúp em để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho mình nha. Combo 3 son. Hoa Hoàng ơi, combo 3 son ạ, 1 son 3 xe sót lít, 1 son mát và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 hết khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son, 1 son 3 xe Velvet Lipstick. À em xin lỗi, 1 son 3 xe Soft Lip. Hello Nguyễn Giang ạ. Combo 3 son,
siêu hot luôn ạ, có giá là 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Em nhận đơn hàng trong vòng 2 phút nữa ạ. Ok Phạm Phương Nhu ạ. Chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Còn bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha, đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Nếu không còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng nữa thì em xin kết thúc mini game của bên em tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chúc khách yêu có một ngày thật là vui vẻ khách yêu nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.